Ba mày đang làm em. Mày biết mày tội gì không mày? Gì anh? Em gái tao chưa đủ 18 tuổi mà mày vu dỗ nó hả? Hả? Hôm nay 3 giờ mày. Hello, Trâm Thanh Nhã xin chào đại gia đình nha. Trâm ra chào các bạn nha. Hôm gọi anh em mới xuất hiện cho lại các bạn. Tại vì hôm gọi anh em mình bận công việc nhiều quá. Hôm nay mình lên nhà anh Thắng nha, cái chỗ quen thuộc. Biết bao lâu mới xuất hiện tại đây nha. Anh em mình trồng xong vui vừa, giờ anh em mình ra clip điều điều lại bạn. Ừ. Hôm nay là cũng là ngày tái sức của anh em mình. Với nay mượn được anh Lượng chở như em xuống phụ anh em mình quay clip. Anh không, mình theo mình cũng chuẩn bị tiếp nhận một thành viên mới. Nhà ông anh với thành viên mới nha, nên nay hốt cho ông Thắng một thang thuốc nha. Tại lâu rồi, ông Thắng hơi bị nhức mình các bạn. Lâu rồi mình đâu có cho anh Thắng đâu, biết bao lâu rồi. Cho anh chị có ác không? Không. Cho anh chị hàng xóm mà. Cái như nhà anh ba cái bên là tưởng đâu anh Thắng làm đúng thì anh Thắng đổ, anh Thắng đổ quần luôn á. Cái màn tròn là không, chuyện này mà anh Thắng mấy là một không một kêu nhỏ nhỏ thì đừng làm quá nghe, hay làm quá là tao biết thì không biết thôi. Chết luôn á. Mình sẽ xin nhanh trước khi hai anh em của anh ông anh mình. Màn tròn này chấn động các bạn. Thôi tranh thủ đặt cam đi, ông Thắng ra tới. Anh em đặt cam ngay với ông làm nước rồi. Đó là viên mới nữa. Vô kêu chồng mà xin nhanh đá vô là hốt ổng rồi nha. Ok. Hồi giờ anh em đặt cam đi, kêu Thắng ra các bạn. A few moments later. Ok. Gấp lên cho. Anh em mình đặt cam xong nha. Đợi anh Thắng cho mình hốt ổng nha. Đây chào phải nắng. Chào phải nắng. Lên nào vậy? Mấy giờ vậy? Lên nào vậy? Vậy mới lên. Mới lên. Lên xong điện nước gì hết vậy? Nước nồi cũng lâu. Biết là hẹn 9 giờ thì 9 giờ đi. Mới đi cắt cỏ về má ơi. Này mình quên bữa nay nếu gọi mình em đợi nha. Kênh không gãy. Gió mấy ngày nay có đi được không mà bàn với bà. Cái kênh mình lúc gãy xuống quá. Mưa có ai quay được đâu mà đi mà quay. Không biết nè, giờ anh em phải suy nghĩ bản dài dài xuống. Bản với cho anh cưng nè, cho anh thổi gì nè, bài cái chạy đi. Cho anh ngoài cũng ấy. Camera chứ sao vậy anh? Tại vì ông trước em rồi. Mà lâu quá anh em mình cũng chưa ra clip cho nè. Ừ. Giờ bạn em cho tới con lưu hoài chăng bạn. Còn suy nghĩ không khác thì cần đi lên mới được. Vậy hôm nay mình đang đi, anh thích đi lên hướng cho anh đi theo thầy mơ thích mình thay đó. Rồi nhắm anh đi theo anh đó. Anh đi cho chiếc này không xong đi mày. Theo thích mình tại luôn quá. Thế thì mình đi có gì không anh? Ba này đang làm em. Anh này. Mày biết mày tội gì không mày? Mày biết mày tội gì không mày? Gì anh? Em gái tao chưa đủ 18 tuổi mà mày vu dỗ nó hả? Hả? Trời ơi, cứu tôi. Chiều nay 3 giờ mày cho mày thời gian 3 giờ là mày xuống nhà tao có công chuyện. Anh có lợi làm lẫn ai không anh? Đúng không em? Dạ đúng. Má tôi nhìn thằng râu mày là tao biết rồi. Thôi anh, em có nhầm ai đâu, anh có biết em đâu mà em nói vậy anh. Thì em chết mày nha mày. Lớn như thế nào? Ủa anh đâu biết ai đâu. Luôn thụ giác luôn chạy cho nội. Cũng anh có biết ai đâu. Tự nhiên tao lại nói gì rồi. Ai đâu biết. Ủa tôi không biết gì nha. Tôi đủ 18 tuổi luôn cha. Ủa cây lớn thì lâu lâu rồi không gậy ấy, cây lớn cả không. Thôi nghe chị nha, anh em mà không lẽ anh giấu tụi cưng, anh đâu làm mày vậy đâu. Sao người ta lại tới nhà anh ta kiếm anh đâu biết, người ta lộn người tới anh lộn gì con người mẹ này nó chỉ thẳng mặt anh đâu anh luôn à. Ôi vào đâu á, khùng quá. Không mà vụ liên quan công an á trời, em không biết đâu kìa, khùng quá. Khỏi qua xin tồn gẫm thật, đi xuống thay đồ xuống nhà ta nói chuyện với cha nội ơi. Bảy giờ nó cút cái gì em máy cho nghe. Khủng quá, anh đi làm ba chuyện đó còn đâu. Khủng quá. Ông ngoài xin lét nha. Ông ngoài xin lét nha. Anh có biết ai đâu, tự nhiên ngọt ngon ở đây, gái xinh chứ bộ. Ông Thắng là ông lựa toàn lấy này. Ông có nhậu xỉn ông quên ông nghe. Qua nay mưa gió ở nhà không có đi đâu mà xỉn chứ sai. Sao mà ta kêu em gái ta lên tính sổ anh kìa. Anh đâu biết, tự nhiên có quen biết ai đâu mà lên đổi thừa anh trời. Không phải mới gọt là thôi thì ông nói vậy em nhanh tính cho. Tự nhiên có bầu khoảng mấy tháng, khi mấy tháng trước còn làm gì quên ông ơi. Khùng quá, khùng quá. Có xỉn đi đâu quên không cho nội. Thôi khùng quá, anh tự nhiên có biết ai tự nhiên lên chữa làm một hơi đi rồi đó, tự nhiên tào lao đâu không à. Nay không có ngại gì, trời ơi, mới sáng sớm gặp gì nữa.
không biết ai hết thiệt. Thôi mà em không biết, không liên quan nha, công an không bỏng nha. Rồi luôn, hàng xóm em muốn hàng xóm nói không anh tin, đầu không? Cường không tin, vô hỏi cha mẹ anh đi, mấy ngày nay anh đâu đi đâu đâu. Anh làm sao không biết? Anh làm sao không biết? Ồ, tự nhiên ở đâu không, khùng mấy đứa không lẽ không tin anh? Không, mình làm cái ngành này để làm gì đâu, gâu là gâu chứ đâu phải để vậy là vậy đâu. Rồi chơi chứ ấy, anh em bưng mâm không rồi tay anh tay nhưng ta không chịu nói chuyện mà tao báo bạn bắt anh luôn rồi đó, giờ tao chịu nói chuyện kêu gia đình xuống tắm rửa đi, 3 giờ xuống không nội ơi. Tao biết nhà tao đâu mà đi, mà có quen đâu mà đi. Anh quen cái người ta mà không biết nhà. Ơi ơi, hồi nãy anh không biết người đó tên gì nữa, tự nhiên quen người ta đổi thừa anh dạy dạy người ta, khùng quá. Không lẽ hai đứa vậy cũng tin nữa? Tình xã hội bây giờ nó tùm lum lắm cơ ngơi. Tùm lum đó anh mới bậy đó. Em điện kêu nó lên nói vậy. Ủa nè, mắc mớ gì sao? Thì cưng điện em lên nói vậy đó. Nè, mắc mớ gì sao? Không chỉ mặt em, chỉ mặt ông thợ mà chỉ mặt anh. Thôi anh đâu biết. Mặt bảo cho lát như khai cháu biết đi cho nội ơi. Gì nữa mà khai biết? Khai bạc cho anh hổ gạo mai cho anh. Tùm lao không khùng ở đâu nữa. Điện cho anh. Điện bé vô đây. Điện bé vô em mượn qua clip không ơi. Điện bé vô phải chỗ đây đính chính lại coi. Em có số nè, em biết à. Má tào lao khùng khùng đâu nữa rồi đó. Em mượn cho anh thôi. Thôi cho anh ba cho anh gì chứ cho anh mới đó bậy bạ lớn người ta không biết chồng sớm nghe người ta đổ thừa chết người ta nói vậy sao mới cùng anh được chứ. Cho mới cho anh vậy mới được chứ. Vậy là giờ cho anh hả? Ừ. Đậu phộng tụi mày. Để điện bé vô em rồi. Làm hết hồn chứ trời, tự nhiên mới điện nghe ông bé vô đây. Mượn qua clip cho nội ơi. Ai mà ơi. Ai mà bé nó đẹp cái vậy? Trời thấy cái hồng gâu tôi nghi lắm rồi phải không? Không mà nó đẹp thiệt chứ bộ, ở đâu vậy? Mượn mà vợ em của ông anh. Em ai? Em của ông anh. Em danh hả? Em của ông anh. Em danh như anh biết mà. Em của ông anh em. Em ông anh hả? Ừ. Vẫn không báo giọng luôn đi. Hay con nhỏ nó đẹp đẹp gái quý. Xong rồi chở vô quay tiếp bên này. Ai nói tôi tin gì vậy? Cũng mới vô dắt đi công an rồi. Lao không? Sao? Được một vài vậy coi đừng lậm cũng quá. Ủa cho tạ cam này cho nội ơi. Dạ, chào ông Nhã ơi. Chào ông Nhã ơi. Làm mà thòm trời ơi. Thiệt. Nó là thành viên mới luôn á, tên mình á. Thành viên mới hả? Camera mới ấy á. Vậy sao không cho anh hai quay? Cho hai gì? Tên lớn cho anh mà hai gì? Vô đây luôn em gái. Trời ơi. Vậy mà không nói anh trước. Nè giới thiệu em tên gì luôn nè. Em tên là Nguyễn Thị Kim Tiền. Ừ. Bé tiền bạn anh thắng nha bạn. Tiền vô chắc tiền hay rước à. Nói chung là bé cũng mới vô tay mình bạn, nó cũng còn hơi ngại. Trời ơi, không gót nước cho em Út uống gì hết trời ơi. Vô chả không giả. Nói chung là bé cũng mới vô tay mình cũng còn hơi ngại bạn, có gì bạn thông cảm. Từ từ bé nó quen à. Cho anh thắng vài lần là bé nó quen à. Với các bạn nhớ ủng hộ anh em mình. Ủng hộ anh em mình. Ủng hộ bé tiền luôn. Mới vô nghề đến thắng từ thắng rồi thắng ngày bữa là mới vô làm vô hết hồn rồi hết hồn liền vậy mới để lại ấn tượng cho anh thắng chứ. Thôi giờ bé cũng mới vô cũng cho nhẹ nhẹ thôi, không có dám thì cho nhận dư các bạn ơi để báo hồi xưa. Bé tiền mới vô mà lẩm hố mình quá trời rồi, chắc video thứ hai chắc mình phải trả thù các bạn. Thì các bạn đón xem video tiếp theo của nay mình nghe các bạn. Trả thù ai? Trả thù bé tiền. Không biết, không biết. Nhưng mà mới vô mà làm quá dấu rồi là ghim rồi đó. Ghim. Thôi chào bà khán giả đi. Em mới vô hơi ngại mấy bạn thông cảm. Thông cảm. Cái gì các bạn bình luận góp ý thêm cho anh em mình phát triển nha các bạn. Chào bạn nha.